Dạ, thiết bị Tế Hoàng Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị Tế Hoàng Gia xin giới thiệu đến mọi người bộ dây nối máy thở 27 nước sử dụng một lần. Thì cái bộ dây này có tác dụng dùng để là dẫn khí nhân tạo từ máy thở vào người bệnh nhân. Thì bộ dây này thì nó sẽ có các bộ phận. Thứ nhất thì nó sẽ là có 27 nước, kèm theo nó sẽ là có 4 ống. Mỗi cái bể nước thì nó sẽ kết nối với hai ống. Thì kích thước của mỗi ống thì nó có chiều dài là từ 30 đến 60 cm, và đường kính để kết nối thì cái đường kính của nó sẽ là 22 mm. Và để kết nối hai ống của hai bể nước thì mình sẽ kết nối qua một cái con nối chữ Y, và kèm theo đó nó sẽ là một cái co chữ L dùng để lấy mẫu khí. Và kèm theo nó là sẽ là có một sợi dây dài, cũng chiều dài là 30 đến 60 cm. Thì cái sợi dây này dùng để kết nối với bình tạo ẩm, và đường kính của hai đầu của nó là đều là 22 mm. Thì em xin giới thiệu đến mọi người cái bộ dây nối máy thở 27 nước. Cảm ơn mọi người đã xem clip.